Vẽ mèo tráo hổ được không? Mấy con này có gì đâu mà không được. Con nào vẽ cũng giống nhau hết á. Mình cứ vẽ đúng thứ tự từ mắt ra là được. Mắt, xong tới mũi, xong tới miệng, xong tới cái mặt rồi tỉa lông là xong, thấy không? Đơn giản thôi. Ai mà từng vẽ qua những con này rồi á thì chắc chắn sẽ vẽ được thôi. Còn ai mà vẽ hoài không ra thì mình ghi chú vô. Ví dụ con mèo đi, mình vẽ xong rồi mình chừa cái chỗ trống ở dưới móng á, mình đánh mũi tên rồi mình ghi chữ con mèo vô, hoặc là mèo nè, cáo nè, đây là hổ chẳng hạn, để cho người ta nhìn không ra thì người ta còn biết đọc. Còn trường hợp người ta mà đọc chữ không ra luôn á là hết cứu rồi nha.